Hello tất cả đám nha và chào Mondo trở lại với channel của mình. Mình là Bisagu đây và chào Mondo trở lại với cái series mà Bisagu chơi được cho trong lý 17 nào. Ok đám ơi, thì cái trận này nè, mình xin phép gửi tới mọi người một cái bài meta tướng 8 vàng Kari nha. Đang cực kỳ hot luôn mà với lại là đang cực kỳ mạnh luôn á. Những con tướng 8 vàng khác á thì nó không có meta riêng về Kari nha, nhưng mà riêng con Stifon này nè mà, một vị tướng 8 vàng mà cái hệ ám long nha và hệ rồng thần và cũng như là đấu sĩ á đang cực kỳ nổi trội luôn á. Tại vì những con tướng như là Idas hay là Siolu gì đó nữa mà mình không nhớ tên cho lắm, tại vì tên nó quá dài và khó đọc đi, thì mấy con tướng đó thường bỏ vào để kích búp thôi. Còn hai là tướng tăng cơ, còn riêng con Siphon nãy nha là tướng 8 vàng con rồng carry phải gọi là cực kỳ chất lượng luôn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cơ bản em cách chơi cái đồ hình đó như thế nào sao cho nó hiệu quả nhất, với lại là mình sẽ để một cái link đồ hình chuẩn ở phía dưới phần bình luận nha, để cho anh em xem tham khảo qua cái đồ hình đó nó build như thế nào. Ok, thì cái đó là chỉ để tham khảo thôi nha mọi người ơi, tại vì đội hình của anh em chơi đó, nó sẽ gọi là thay đổi qua mỗi trận tùy thuộc vào cái lõi nè, với lại là tướng của anh em có roll ra được hay không nha. Tại vì cái đội hình thường nó sẽ đi chung với một là 6 ám long với lại là 4 đấu sĩ, còn hai đó chính là 4 ám long với lại là 4 đấu sĩ và kẹp đi chung với một chút bí ẩn nữa. Tại vì meta hiện tại là pháp sư đang dẫn đầu nha mọi người, rất là nhiều meta liên quan đến pháp sư và cũng như là những cái đồ hình mà phép thuật á, nên ưu tiên hiện tại nếu như mà tướng Gary của anh em nó không muốn bị sốc đang chết một phát á thì đó chính là một cái bí ẩn kẹp vào nha. Thì nếu mà anh em chơi những cái đồ hình mà tướng 4, 5, 8 hoặc là 10 vàng Gary á thì mình có một cái lời khuyên nho nhỏ cho anh em, đó chính là những cái món đồ như là dao điện nè với lại là giáp lửa nè, đây là hai cái món trang bị mà đang được rất là nhiều cao thủ trên thế giới khuyên là nên ghép lúc đầu game để đếp máu để chơi những cái đồ hình là Istoria hoặc là tướng mà mắc tiền carry nha. Tại vì giáp lửa với lại là dao điện á, hiện tại là đồ hình này cũng xài được cả nữa mà, từ cái đồ hình mà phép thuật nè hay là đồ hình mà đem vật lý nè đều xài được hết cả nha. Và hai cái món này là cái món mà người ta cũng đã ghép rất là nhiều ở những cái mùa khác rồi, tại vì cái mà đếp máu ở đây mà nó thật sự rất là cần thiết luôn á. Anh em chơi mà mấy cái đồ hình mà 1-2-3 tiền carry á thì cần phải đồ chuẩn nên không thể ghép bừa được. Còn tướng mà 8 vàng carry như này thì không có cần đồ chuẩn nữa nha, chỉ cần đồ xài được là ok rồi. Và hiện tại là có một cái round là điều ước rồng thần ở round 4.7, mọi người có thể vẽ được đồ và chơi một cái đồ hình mà đồ chuẩn là hoàn toàn có thể luôn á. Tại vì cho anh em chỉ cần roll hồi là tự ra đồ cho anh em xài nó gì đâu mà. Và con rồng này là mình có mấy cái build như sau để cho anh em tham khảo qua nha. Mình thường hay xài cái build đó chính là huyết kiếm, cuồng đao với lại là khăn giải thuật nha. Và trong đó là có một cái build khác nữa, đó chính là huyết kiếm 3 tia với lại là một cái quyền năng khổng lồ. Đây là hai cái build mà mình hay xài và cũng như là thấy người ta sử dụng cái build này rất là nhiều để build cho con rồng này luôn á. Còn mọi người mà có cái lối build này mạnh hơn hoặc là cái lối chơi nó mạnh hơn thì hãy đừng quên chia sẻ ở phía dưới nha. Kênh của mình nó sẽ là cập nhật những cái meta mới nhất, hot nhất và cũng như là đưa ra những cái đồ hình mà nó chơi mà để lưu răng được á. Tại vì trước khi mà mình đăng lên là mình đã từng thử test qua rất là nhiều trận rồi. Và đây là đồ hình không phải là mình gọi là sáng chế ra nha, mình chỉ là tìm hiểu lại và cố gắng gửi tới cho mọi người một cách gọi là hiệu quả và dễ hiểu nhất thôi nha. Hiện tại là mình đang có hai cái lõi này mà, một cái lõi tiếp tế trang bị lúc đầu game và một cái lõi là thần thoại. Nên hiện tại là mình đang rất là ao đồ người ta luôn và mình được Tamkin 2 với lại là yes, con Zone 2 rất là sớm luôn rồi. Là mình lắp luôn giáp lửa với lại là dao điện, hai cái món đếp máu lúc đầu game cực kỳ tốt. Nên Sen 2 nữa nè, Leona 2 nữa nè mà. Hiện tại là mình đang có chuỗi thắng là 8 trận liên tục nha. Và cái trận này là cái trận thứ 9 nè. Sau cái trận thứ 5 anh em thắng liên tục thì một trận người sẽ được thêm 3 tiền mỗi round. Đây là một cái lượng tiền rất là lớn luôn. Thường cái bài này nó sẽ chơi theo một cái kiểu anh em cố gắng đếp máu tích tiền lên level 8 sớm nhất có thể nha. Và anh em roll tóc tay luôn anh em, roll đến hết tiền luôn ở level 8 để chuẩn cái form bài này. Đó là xong nha. Cái form bài mình đã nói rồi, một là 6 ám long đi chung với 4 đấu sĩ, hai là 4 đấu sĩ đi chung với 4 ám long và cộng với đó là 2 bí ẩn. Còn mọi người mà có cái build đồ hoặc là cái build hình nào, đồ hình nào mà nó mạnh hơn hãy cứ bình luận có biết ở phía dưới nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Ok, mọi người nào muốn mình làm thêm gì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ có mình đọc hết tất cả bình luận của em và làm từng cái một. Cái ông này khá là yếu rồi, chắc chắn là mình sẽ thắng thôi. Đồ hình của mình toàn 2 sao với lại là đồ của mình đó, nó hơn người ta toàn là gần 4 món đồ lận, gần 4 món đồ lận nha anh em. Những cái lõi kim cương này nè là những cái lõi mà giúp cho anh em snowball hoặc là đè game bán đấu là rất là tốt luôn á, nếu như mà anh em tận dụng được.
đấy, nhưng mình thì cứ gọi là chén thôi. Mặc dù Zone này nó cầm cái Sojin này nó hơi bị phí, nhưng mà nó cho mình thì mình ghép luôn qua đây mời. Nó cho mình lúc đầu game thì mình xài luôn chứ biết sao giờ. Nó còn khác 2 sao thì mình cũng đã cho nó rồi. Zone này nó 2 sao sớm nhất. Ok nè, thắng 10 trận liên tục rồi nè. Hiện tại là mình còn rất là nhiều meta mà mình muốn gửi cho tất cả mọi người xem á, như là tướng 1, 2, 3 vàng Kauri hoặc là Slow Roll, Hyper Roll gì là vẫn có nha. Nên anh em nào xem tới hay hãy đừng quên để là một like đến cái kênh nha, động lực cực kỳ lớn luôn á. Và cũng như là gần đến 70% cái lượng người xem trên kênh của mình là chưa bấm đăng ký kênh. Sự nói chung là cũng khá là buồn, nhưng mà anh em ủng hộ mình đó là mình vui rồi. Mình biết là cũng có nhiều anh em xem là không có đăng nhập hoặc là quên thôi. Rồi, ok, đồ tăng anh em mà đẹp đẹp. Ú, Siphon luôn anh em ơi, ngon. Hiện tại đồ của mình nó không quá đẹp cho con Siphon này để mà nó carry, nhưng mà mình không có... mình không có đủ đồ đây mà mình đang thiếu gậy nè, hoặc là thêm một cái kháng phép nữa. Con Siphon này build đồ thì mình thấy nó cần rất là nhiều kháng phép luôn ha, như là huyết kiếm nè, như là BT nè, hoặc là khăn giả thuật cái này mà huyết kiếm BT khăn giả thuật, hoặc là quyền năng thì cần giáp lưới á, mà còn rất là nhiều kháng phép với lại là cung gỗ ha. Mình thấy là ưu tiên đấy. Đấy, mấy cái bài mà 8 tiền carry như này thì cuối game á nó sẽ ăn được những cái bài rác như là 1-2 tiền carry mà hồi bữa giờ mình làm đăng ở trên kênh mình á. Kênh của mình đăng rất là nhiều meta thử thách các kiểu luôn đó ha. Mọi người có thể xem thêm trên kênh mình hoặc là lên YouTube á, anh xem anh em start tôi là Bill Sagi là nó sẽ ra. Ok, thắng được mọi người ơi. Chắc cái này là mình sẽ lấy cái dựa hơi đi, lấy cái hàng chờ Pandora kia thì mình lại lên được tướng là 8 vàng 2 sao hoặc là 8 vàng 3 sao thì nó lại dễ quá, nó lại mất cái cân bằng của cái meta mà mình muốn làm và gửi cho tất cả mọi người. Tại vì mình làm meta là mình muốn cho nó là gọi là nó chuẩn form đồ hình nhất á, và không có tác động tới từ lõi quá nhiều á mọi người ha. Nên mình sẽ cố gắng là mình cho nó chuẩn nhất. On 2 sao luôn nè. Mình xin con Siphon đây. Tại vì sao mà lấy cái dựa hơi này? Tại vì đồ hình của mình nó là form bài là đi chung với đấu sĩ nha. Đây là level 8 á, mọi người cứ roll hết tiền luôn cho mình để kiếm full cái đồ hình này 2 sao thôi là đủ rồi nha. Chỉ cần full 2 sao thôi là đủ rồi. Đây 6 ám long với lại là 4 đấu sĩ. Mình đang dư cái con Qna này mà. Đang dư con Qna này mọi người ơi. Cái dựa hơi này á nó sẽ cho anh em gọi là giảm 18% cái lượng sát thương nhận vào từ đây đến cuối trận luôn, nếu như mà anh em đứng cạnh một con tướng nào đó hơn 2k máu nha. Và anh em biết rồi đó, cái dựa hơi này là không thể nào tuyệt vời hơn khi mà đi chung với những đồ hình nào mà liên quan đến đấu sĩ, như là Varus carry đấu sĩ nè, hoặc là hó hình Nili carry, hoặc là Sylvan carry nè, hoặc là cái bài mà Siphon đấu sĩ như mình nè. Đó là những cái đồ hình mà kích hoạt cái dựa hơi này cực kỳ tốt luôn nha. Hai con đứng cạnh nhau á mà đều gọi là hơn 2k máu á thì cả hai đều được gọi là 18% cái lượng giảm sát thương nhận vào. Một con số mà gọi là cực kỳ lớn luôn á ha. Tính cho cả nguyên tem luôn á. Ồ, đồ cũng bình thường ở đây mà không phải là quá ngon nhưng mà xài được. Mình đang muốn mình vẽ đồ chuẩn nhất cho Siphon nha, chứ mình không có muốn xài những cái món đồ mà nó không chuẩn, tại vì meta hiện tại là vẽ đồ được mà, nên cứ cố gắng vẽ thôi. Ủa, không có con Siphon nữa thứ ba à, căng nhỏ. Mình đang muốn giữ cái chuỗi thắng này luôn anh em ơi. Mình đang có chuỗi thắng là 12 trận rồi, mình muốn thắng luôn á. Không biết có lên được 100 máu không ta, là cũng hơi khó, tại vì nếu mà không lên được con Siphon này 3 sao á, ở lộn 2 sao sớm á, khó mà giữ được cái chuỗi thắng này. Đấy, tầm ở level 8 á thì nó sẽ tròn bài nha. Ở level 8 này mình có một cái góp ý nhỏ, nếu như mà team bạn có chơi quá nhiều phép á thì nó có thể bỏ bớt con Elise ra và có thêm một con skill này của mình đang dư slot nè, thì nó có thể kịp thêm con Bạch với lại là con Lulu vào nha, là nó sẽ thành cái đồ hình, đó chính là 4 ám long, 4 đấu sĩ với lại là 2 bí ẩn kịp thêm một chút cover các kiểu nữa, Lulu búp các kiểu nữa mà anh em ơi, cũng khá là ngon. Anh em thích thì cứ xoay bài sao cho nó hợp lý nhất thôi là được rồi. Tại vì mình làm meta này là chỉ làm
hướng dẫn cơ bản thôi. Còn xoay bài chơi như nào thì tùy vào trình độ của mọi người ha. Mấy tay là mình làm rất là nhiều luôn. Cũng có nhiều người kêu mình là làm meta đăng có hơi trẻ. Cái này cũng phải xin lỗi tất cả mọi người nhiều. Tại vì mình một ngày là mình chỉ đăng một cái meta rồi. Nên là mình đăng trễ là cũng một phần là do mình đăng ít. Nếu mà được thì mình sẽ cố gắng mình đẩy lên tầm ngày 2 hai cái meta cho mọi người lưu răng cho nó nhanh hơn. Chứ là cũng đầu mùa mà meta tầm lâm từ lưu hộp dưa luôn. Ngày nó xuất hiện tầm 2-3 cái gì đó mình cập nhật không sợ luôn đó nha. Mình đang lựa ra những cái nào mà đang mạnh nhất meta hiện tại nha. Và dễ chơi nhất á, mình làm trước để cho anh em leo răng cho nó dễ. Còn những cái bài kia, những cái bài mà leo răng ổn lên nữa mà, chứ không có đột biến à. Mà leo răng thì vẫn được thôi. Rồi, ông này cuồng long với là kim long mà kéo luôn Sena lại nè. Đấy, con Siphon này nó có hút nha anh em ơi. Đó, nè, nó uốn đường tới nè, đó kẹp cái nè, rất là đau, rất là đau luôn á. Không hiểu sao mà đội hình của mình nó full được 2 sao luôn, nhưng mà con tướng carry nó lại 1 sao mà roll hết tiền nó lại không ra 2 sao, nó ảo chứ. Không tin được luôn ấy. Ủi nè, kèm cá nè. Trời ơi, chưa kịp kẹp luôn á. Rồi, ngon lành cành đào liền. Mọi người nào mà có góp ý gì cách mà mình làm video bình luận các kiểu á, hãy cứ bình luận góp ý ở phía dưới nha. Mình có thể biết được mình sai ở đâu để mình sửa mọi người ơi. Đấy, cái đội hình này là còn dư cả con Torres nè, dư cả con Elix với lại là Qna để cho anh em có thể xoay bài và xoay đội hình đó. Tại vì Torres với lại là Elix là nó chỉ kích một cái hệ ám long thôi, nó không có kích gì nữa. Và con Qna này bỏ vào là chỉ kích cái hệ lôi long thôi nha, chứ không kích gì nữa. Mọi người có thể xoay sang hộ vệ cũng ok, xoay sang bí ẩn cũng ok luôn. Hoặc là anh em có mà cái liên minh rồng thần thì quốc 4 rồng luôn cho mình. Bà đó cái bà mà liên minh rồng thần nó cũng có meta nha, cũng khá là khó chơi với lại nó yêu cầu điều kiện là phải có lõi á. Mình cũng đang cân nhắc, mình không biết là mình có nên làm hay không. Úi dồi, và Red Bear với chúng tôi, Red Bear mà đi chung với Thượng Long là sai rồi. Ok rồi, 15 trận thắng liên tục rồi nè, ngon lành cành đào này mọi người ơi. Rồi đồ xấu đó. Ui, được nhờ một cái cuồng đao nè đây mà, nhưng mà mình đang cần thêm cái khăn nữa. Không có kháng phép luôn á trời. Ở đây rồi. Ok, nó mơ tuyệt vời. Vừa có kháng phép với lại là vừa có gậy luôn, đủ cho mình một cái build đồ chuẩn luôn ha. Đây. Đây là cái build đồ mình thường rất là hay xài cho con Siphon này để mà nó carry luôn á. Rồi. Giờ qua rau roll nốt kiếm Siphon 2 thôi mọi người ơi. Cái này là còn một cái rau để cho mọi người xoay chuyển đồ hình rồi các kiểu nữa nha. Nên cứ từ từ roll. Ui, em top 2 chiến nhờ, level 8 mà còn hơn 50 tiền đồ hình Olaf carry à. Mạnh nhờ. Xoay phần nào. Rồng khác ra quá trời. Ở đây ngon. Ui, ám long nữa nè đây mà. Có con bay nè. Ok. Một vút 7 à. Ô, vô cực đẹp luôn mọi người ơi. Đồ như vậy luôn rồi. Siphon 3 đồ chuẩn 2 sao. Buy 3 đồ chuẩn 2 sao. Lộn, buy 1 sao nhưng mà được cái là 2 đồ chuẩn nha. Rồi, đồ hình siêu đẹp luôn rồi đó. Đây là một cái đồ hình mà nó công thủ toàn diện luôn nha anh em ơi. Tại vì con rồng này rất là khó để mà giết luôn á. Tại vì nó là tướng carry mà nó kích thể đấu sĩ. Mà anh em biết rồi đó nha, tướng đấu sĩ á được tăng gấp đôi máu khi mà kích móc. Còn những cái tướng không phải là đấu sĩ á là nhận chỉ có 50% thôi.
Rồi, mình chỉ cần Ronaldo cộng 32 nữa là xong rồi đấy. Đội hình của mình quá đẹp rồi. 6 em long, 4 đấu sĩ, lô long với lại là sát thủ. Hồi nãy bỏ Torres nó không kích được sát thủ á. Giờ bỏ ông ba này là vừa kích được em long vừa kích được sát thủ luôn. Hộ thêm được chút đam. Rồi, vì cái trận này ông top 2 á, ông mạnh là vì ông chơi bài Olaf là sát thương vật lý. Nên mình cũng không có cần phải kẹp đi chung với bi ổng nha mọi người. Cứ kẹp full đam mà quốc ổng thôi gì đâu mà. Đây, cái đồ lò rừng thọ của anh nó cho mình cái quẻ bàn tay họ tỷ là chí quá nhờ. Bắt mấy con carry ok first. Ok, ok. Mắc mạnh luôn, bài này mới đầu thì là mắc mạnh luôn á nha. Kiểu như là tầm level 5, level 6 hay level 7 gì á. Lúc mà mọi người đang phân vân không biết chơi cái bài nào hoặc là đang lên cấp. Cái kiểu kiếm tướng mắc tiền chơi á mà tự ra con rồng này. Thì mình cũng khuyên em là nên chơi thử cái bài này một lần. Còn cái bài mà Elite Carry á, là cái bài khác nữa nha. Cái bài nó sẽ đi chung với hóa hình. Với lại nó cũng cần một cái ấn chứng minh rồng á đây mà. Chào lắm. Quá ok. Trời ơi, được xét ok chưa? Cái lô long này là một cái kích búp khá là chất lượng luôn em ơi. Tại vì nó chỉ cần kích hai lô long thôi. Sau vài giây là được chón hiệu ứng toàn bản đồ luôn. Đây, ông này khá là mạnh nha. Với cái bài Olaf carry với lại là Dana cưỡi ngựa. Máy đạo đi. Olaf cưỡi ngựa nữa mà. Này mà tái mà còn hơn 50 tiền. Có tiền, ốp, what the fuck, tiền Aros ngồi đồng kìa. Không hiểu không? Nên cứ lấy đi, đồ của mình hiện tại là cũng không thiếu gì nữa. Lấy nốt món đồ cuối cho con bài nha mọi người. Chắc là cái trò này mình được top 100 máu đó. Tại vì cái ông top 2 ông đang mạnh nhất. Thắng hết mấy con cuối. Thì ông còn thua mình thì mình thắng chắc chắn mấy con kia rồi. Tự nhiên tiền rớt đâu trời. Tiền rớt mà mình không lụm được. Ok, gặp công top 3 nè. Ông đang chơi cái bài Thượng Long với Varus Carry hàng rồng. Ui, rồng 3 rồi. Rồng 2 sao kìa. À, tại vì ông này ông có một cái lỗi khi mà roll thì có 50% rớt ra thêm một phần quà từ Thượng Long nữa, nên ông mới chơi cái phần bài này, nói chung cũng hợp lý. Cũng hợp lý mọi người ơi. Ui, bài ám long mạnh vô. Đấy. Đi được đi luôn ông ta, 21 máu. Rồi chưa đi. Wow, con ba mới có một sao mà cầm ba đồ đi chung với 8 ám long mọi người. À, lộn 6 á. Mạnh vãi chưởng á. Cái tiền nó cứ rớt hoài vậy chứ. Ở đâu ra vậy? Wow, hôm nay 5 kỳ sĩ nè, mấy năm kỳ sĩ nó. Nó trâu lắm luôn. Nhưng mà anh em chưa biết ám long mới là khắc chế cứng của kỳ sĩ đúng không? Tại vì kỳ sĩ á nó tăng giáp với lại là khám phép thời gian, mà ám long á nó lại là ngược lại nha mọi người. Nên mấy kỳ sĩ nó gặp mình kiểu như cá làm trên thớt vậy. Đánh không lại mình đâu. Level 9 mà còn hơn 50 tiền à. Ông này đang muốn làm 5 vàng 3 sao à. Ủa tiền nó rớt dữ người ta, đâu ra vậy? Làm không được. Sao phần cặp được nha. Rồi ra chuẩn mệt luôn. Trời ơi, mẹ đúng một kẹp cúp luôn con rai. Khổ. Hôm nay sao? Hôm nay thắng cái bạn top 1 luôn nè. Ghê vậy.
Ok, nó mời thắng 20 trận luôn rồi nè. Thắng 20 trận luôn rồi nè. Quá bá đạo. Lại thêm một cái quyền trưởng nữa. Hồi nãy tôi đã đập cái quyền trưởng rồi, giờ ra thêm một cái nó dở sao á. Ok, lên cấp nào. 32 là đẹp anh em. Úi dồi, dễ chưa? What the. Dễ chưa? Chấm hỏi thiệt sự. Đây mà roll được 32 ngay vừa luôn. Rồi chữ này sao mà thu được nữa ta. Hồi nãy 31 rồi thôi, nó đấm mạnh như vậy. Còn 32 nữa. Con 3 này là mình đã chờ nó quá lâu rồi anh em à. Từ mùa 1, từ 1 đến tận bây giờ luôn à. Thì nó mới ra con 3 gọi là 5 tiền carry. Chứ hồi trước là toàn con bài kì ghẻ không à. Thì có chơi toàn mấy con bài ghẻ không à mọi người. Mình nhớ không nhầm là toàn skill E lướt lướt thì phải. Lướt là chó cái kiểu á. Lâu rồi mới có con bài R gì nè. Lần đầu tiên xuất hiện luôn á. Rồi ok, first bởi Seraka vào hôm đó cũng ổn nha. Châu á. Anh em xem thêm Severus nè. Chắc một cạc quá. Hôm nay à, hôm nay thua luôn rồi. Hôm nay 50 tiền chưa xài, 25 máu. Ui, hên đó. Xài tiền đi trên nội, tiếc tiền chứ gì. Ui, roll ảo nhờ. Hôm nay muốn tích tiền á. Ly thì thôi, ly thì mình tiễn không đi luôn. Tích tiền thì chịu rồi á. À, bắt đầu roll rồi. Roll đường Jesus 2 rồi. Jesus cử ngựa mọi người ơi. Tôi hiểu cảm giác này anh em à. Tôi hiểu cảm giác này. Nếu như mà thắng á, nếu như mà ổng trụ được á là ổng có siêu phẩm. Tại vì với cái lượng tiền này và cái level này á là chắc chắn có tướng 5 vàng 3 sao luôn. Còn nếu như mà mình thua á thì mình xin mình tấp 100 máu. Còn nếu như mà ổng thắng á thì ổng có tướng 5 vàng 3 sao. Dễ là như vậy thôi. Mình hiểu cảm giác thôi mà. Wow, Jesus cứ ngồi châu vãi nhưng mà con bà mình đúng một cái rờ chết luôn. Jesus này hấp dẫn. Rồi, win tới 100 máu nha. Ok, và GG tất cả mọi người. Và tạm biệt em, hẹn lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.